Em Hoàng Ngô Tú Cũ xin chào quý vị các bạn. Hôm nay em Hoàng Ngô Tú Cũ xin gửi với bạn một con vai ớt e. Con vai ớt e này được sản xuất năm 2015. Số sàn máy 1.5. Đấy, xe không taxi dịch vụ anh chị nhá. Xe gia đình đi rất là ít luôn. Như nó có 7 8 vạn gì đấy. Thì em sẽ quay công tơ mét cho anh chị xem. Đấy, con xe này thì hiện tại thì bên em đang giao bán với giá là 410 triệu. Vâng. Xe taxi thì không bao giờ có cái giá đấy cả. Xe này xe gia đình, không taxi dịch vụ anh chị nhé. Không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước nhé. Nguyên zin như bao tét anh chị nhé. Cho thợ kiểm tra thoải mái, gara kiểm tra thoải mái nhé. Vios E 2015, màu bạc xịn. Giá 410 triệu. Anh chị nào cảm thấy phù hợp với mình hãy điện thoại cho em theo số điện thoại 0904 250 500. Hoặc có thể đến trực tiếp Uông Bí, Quảng Ninh để xem xe. Gần chùa Ba Vàng anh chị nhé, gần bệnh viện Việt Nam Thụy Điển. Anh chị đến alo cho em sẽ đón, sẽ cho anh chị xem xe trực tiếp. Vâng, biển số Quảng Ninh luôn. Đấy, em vừa đi một vòng cho anh chị xem về form dáng rồi. Vios E dòng xe của Toyota thì anh chị không phải suy nghĩ gì rồi. Gia đình là mua về để đi lại, nó tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ rơi vào 5 lít rưỡi trên 100 cây thôi, 5 lít rưỡi 6 lít thôi. Đấy, và có thể là nếu mà gia đình nào nó mua, có thể là đi thêm tí taxi dịch vụ vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần hoặc ngày lễ ngày Tết thì là tuyệt vời. Vios thì nó quá là lành luôn, nó không có cái gì để có thể suy nghĩ rồi. Không có gì để máy móc ổn định cực kỳ luôn. Chỉ trừ sợ nhất là tai nạn và đâm đụng thôi, thì cái đấy bên em sẽ bao test cho anh chị, cam đoan luôn anh chị luôn. Anh chị phát hiện lỗi là giả lại xe cho em luôn. Đây, hiện tại thì con xe này đang được trang bị này, 4 răng đúc này, xi nhan tích hợp trên gương này, vè che mưa này. Đấy, là răng đúc đây. Anh chị có thể nhìn xem là răng đúc này. Là răng đúc này tuyệt vời rồi. Đấy, bộ lốp này của nó vào gần 85-87% nhá anh chị nhá. Cua lốp anh chị có thể nhìn cua lốp này. Đây, cua lốp nhé. Không mục mọt anh chị nhé. Không mục mọt luôn nhé. Đang kiểm thì anh chị đi thì có này đổ xăng vào đi thì đến chết luôn. Tháng 6 2011. Một năm rưỡi luôn. Hơn một năm rưỡi. Tháng 6 năm 2021 luôn. Chị xem thoải mái đây. Đèn pha này, hai quả đèn này siêu sáng nhé, cực kỳ mới luôn nhé. Kể cả đèn ấy đèn gầm này, không bóng, không hề vàng, không hề đục nhé. Form dáng này tuyệt vời rồi. Sơn xi không có chỗ nào sức mạnh cả, chỉ phẩy phẩy thôi. Đây, phẩy phẩy một chỗ tí xíu rồi thôi. Đấy, ba là sốc quá, chị có thể xem. Đấy, vè che mưa đã được gắn đầy đủ hết rồi. Hôm nay đi tới phần nội thất cho anh chị xem này. Nội thất đặc trưng của dòng Vios này. Đấy. Màu be. Đặc trưng của dòng Vios luôn. Đấy, nội thất thì ghế rất là đẹp nhá. Đây, chủ xe vẫn còn để cái này để ngồi cho đỡ đau lưng này. Đấy, Vios này. Vios luôn này. Đấy, bỏ cái ra cho đỡ kêu. Đấy. Ghế thì cực kỳ đẹp nhá. Màu cực kỳ sang trọng rồi. Đến cái đây phần vô lăng này, anh chị xem vô lăng của nó rất là đẹp này, túi khí nhá, vô lăng ba chấu rất là đẹp, túi khí này, đồng hồ hiển thị, đem bật đồng hồ anh chị xem này, đầy đủ các chức năng này, phanh ABS đã tắt đi rồi này, em bật lại anh xem nhé, đây ABS này. Xe chạy 8 vạn 7 nha anh chị nhá. 8 vạn 7.000 cây. Thử con này em đề lên cho anh chị em này. Rồi, hiện tại xe đã nổ máy. Đầu đĩa nguyên bản theo xe. Đầu đĩa này. Điều hòa này. Đang bật điều hòa này. AC. Rất là mát luôn này anh chị này. Đấy. Mát luôn nhé, âm nhạc này. Đóng màn xe cho anh chị cảm nhận âm nhạc này. Rồi, đầu nguyên bản theo xe. Đây, tablo của nó đây. Anh chị có thể nhìn xem này.
không taxi dịch vụ, đâm ra nó không đặt đồng hồ đồng nghĩa gì đâu nhá. Cực kỳ đẹp này, túi khí dành cho người ngồi bên này, đẹp lắm anh chị ơi. Âm nhạc thì cực kỳ là du dương êm này, điều hòa này đang rất là mát nhá. Toyota thì nó lành lắm, nó không có cái gì cả để suy nghĩ cả. Thôi em giảm nhỏ đi không đấy, không nghe rõ. Đấy, ghế anh chị có thể nhìn thấy rồi, trần nỉ nguyên bản này, trần nỉ nguyên bản luôn này. Đấy, trần nỉ nguyên bản cực kỳ sạch sẽ này. Đấy, nguyên bản luôn nha. Đây, kính chỉnh điện này, kính chỉnh điện này, à quên, gương chỉnh điện này, bốn kính chỉnh điện này, khóa cửa này, tapi này cực kỳ sạch sẽ và sang trọng này. Đấy, keo chỉ cánh cửa đầu tiên anh chị có thể nhìn thấy, không mất một phần keo chỉ nhá, keo zin luôn này. À, tem này, nước sản xuất này, năm sản xuất 2015 này. Đấy, địa chỉ Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc này. Đây, ốc bản là cửa đây, khóa cửa đây, cam kết không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước anh chị nhá. Rất là đẹp nha. Đẹp luôn. Đây, cánh cửa tapi sau phụ đây, sau lái đây. Tapi thì cực kỳ sạch sẽ, màu này nó rất là sang rồi. Màu đặc trưng của vải ớt rồi. Vải ớt đời mới. Đây, cánh cửa sau đây. Keo chỉ không mất một phân anh chị nha. Không mất một phân. Đây, khóa cửa đây. Hàng ghế sau đây. Đây. À, ghế sau này rất là sạch sẽ nhá, ghế không hề rách dưới gì, rất là đẹp luôn, còn rất là đẹp, không chạy taxi dịch vụ, đâm ra là không có khách nhé, không có khách ngồi nhà, ghế sau rất ít người ngồi luôn. Rất là sạch sẽ. Đây em sẽ cho anh chị xem vào phần cốp, phần cốp và phần máy, cốp và phần máy móc. Đây, đít cốp đây, anh chị đầu tiên xem cái đít cốp xem nào. À, rất là cân đối cho keo chỉ, anh chị nhìn rõ không, to đùng, không mất phần luôn. Nhìn kỹ này, không có dấu hiệu đâm đụng gì nhé, hiệu đâm đụng gì luôn. Rãnh nước này, rãnh nước chị có thể xem này, rất là cân đối này. Những cái đầu đít đèn xem này, không có dấu hiệu xô lệch nhé. Cốp thì rất là rộng rãi và sạch sẽ. Đây, được trải nhựa vai ướt này, trải nhựa này, trải thảm này, xong lại một lớp lót nữa này. Đây, đây là lốp sơ cua. Ui giời, lốp sơ cua chưa hạ anh chị nhé. Này, xin phép là 2015, đi 8 vạn chuẩn, lốp sơ cua chưa hạ. Đấy, chưa hạ nhá. Anh chị nhìn sàn của nó này, sàn của nó sáng quắc cùng quắc luôn. 2015 con xe này đẹp, quá đẹp anh chị ơi. Zin đét từ đầu đến cuối, đi không taxi dịch vụ, lốp sơ cua chưa hạ nữa. Cái cửa tapi sau này, sau phụ này, keo chỉ này, không mất một phần anh chị nhá, không mất một phần này, không mất một phần luôn. Đây, cánh cửa tapi bên phụ, keo chỉ vẫn vậy, vẫn như thế, không mất một phần. Này, ốc này, chị nhìn này, không có tí gì gọi là động chạm gì cả. Đấy, em vừa cho anh chị xem một vòng bốn cánh đít cốp, 6 đít rồi, không đâm đụng nhá, không va chạm, không tai nạn gì nhá. Bây giờ hiện tại em sẽ cho anh chị xem về phần đầu xe. Đấy, về phần đầu xe, về xem về phần đầu răng, các tai đèn, xem nó có bị va chạm hay không, và đến nữa là con đến nữa xem máy móc xem nó ổn định hay không nha. Đây, anh chị xem kỹ là phải phần lắp cabo này, keo chỉ anh chị có thể nhìn thấy không, một vòng tròn keo chỉ luôn, đầy đủ không mất một phân. Tất cả các cái dấu các lỗ tròn méo của nhà sản xuất đây, những cái méo này ai dập được, nguyên rất là cân đối luôn này, không va chạm nhé. Đây, có mỗi cái chỗ chống lóng này thì lóng qua này là nó ụp xuống rồi. Đấy, đây về đầu tai đèn này,
sáng quắc này, sạch sẽ này, ụ giảm sóc, anh chị nhìn luôn này, cả ụ giảm sóc luôn này. Đấy, này đầu rằng này, đầu rằng này. Đấy. Này đầu rằng chỗ này này, tai đèn ụ giảm sóc này, đẹp lừ luôn. Đây tổng quan máy đây, anh chị có thể nhìn máy hơi bẩn một chút này, nhìn kỹ hơi bẩn thôi, bẩn nhưng rất khô ráo nhá, không có dầu mỡ nhá. À, em có thể nhìn cho cái này, dây cô doa đang chạy này, rất là êm này, êm ru này, em zin thít này. À, còn nhìn các đầu ốc cuốn chấm sơn đỏ chói này, chị nhìn xem này, máy móc này, ốc chấm đỏ chót chót sơn này, tuyệt vời chưa. À, máy vai ớt thì nó quá lành rồi, nó đang nổ rất là du dương luôn. Nhìn luôn này, đầy đủ này, phanh ABS này. Đấy, mẹ, tất cả dấu sơn, dấu xước đỏ, lót xanh, xanh đỏ tím vàng đầy đủ anh chị nhìn nhé. Quá ok, quá ổn định luôn. Đấy, em vừa quay rất chi tiết về một con Vios 2015 số sàn bản E, không taxi dịch vụ cho anh chị được xem. Không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, anh chị nào cảm thấy con xe này phù hợp với mình, gọi điện ngay cho em. Giá chỉ 410 triệu thôi. Theo số điện thoại 0904 250 500. Hoặc có thể alo cho em. À, em có thể đón tại Uông Bí, Quảng Ninh để có thể xem xe trực tiếp. Vâng, em xin chào mọi người. Hẹn mọi người tại video tiếp theo.